Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hơn bao giờ hết, Range Rover đại diện cho đỉnh cao của xe SUV hạng sang, biến mọi hành trình trở thành một trải nghiệm quý giá dù bạn là lái xe hay ông chủ ngồi phía sau. Được ra mắt lần đầu từ cách đây gần 50 năm, Range Rover đã liên tục phát triển để dẫn đầu thế giới và cho đến nay, nó vẫn là chiếc SUV hạng sang vô song, đại diện cho một sự phát triển tinh vi về cả nội và ngoại thất. Thời đại đã phát triển, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ngoại hình của xe ô tô ngày càng đa dạng. Ngay cả khi nhìn từ góc độ, chức năng, Range Rover mới vẫn là bằng chứng cho thấy những chiếc xe địa hình giờ đây cũng có thể được sang trọng hóa và nam tính hơn khi đi trên đường nhựa. Chức năng của nó cũng ngày càng phong phú hơn, đáp ứng mọi nhu cầu, cả từ khía cạnh sử dụng gia đình, sở thích cho đến lối sống. Autobiography nghĩa tiếng Việt là tự truyện. Land Rover tin rằng, mỗi vị khách hàng sở hữu Land Rover Range Rover Autobiography HSE đều có những câu chuyện thành công hấp dẫn và vô cùng cuốn hút. Range Rover Autobiography là chiếc xe mà tất cả chất liệu cao cấp thượng hạng nhất đều được đặt lên đó. Dưới Autobiography là Vogue và HSE. Bên cạnh những chiếc Range Rover Autobiography LVKB sử dụng động cơ siêu nạp V8 5.0 lít, phiên bản động cơ Ingenium i6 3.0 lít của dòng xe này cũng đã được đưa về Việt Nam. Được biết đây là thế hệ động cơ mới của Land Rover và rất có thể sẽ được áp dụng trên nhiều dòng xe của hãng trong thời gian tới đây. Dung tích động cơ nhỏ hơn người anh em V8 5.0 giúp xe có thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn tại Việt Nam. Range Rover Autobiography LVKP 403.0 2021 có giá rẻ hơn bản V8 5.0 đến 4 tỷ đồng. Range Rover Range Rover Autobiography LVKP 403.0 là thế hệ thứ tư của dòng SUV hạng sang cỡ lớn đến từ thương hiệu Anh Quốc Land Rover. Xe được giới thiệu lần đầu tại triển lãm ô tô Paris 2012. Phiên bản trục cơ sở kéo dài LVKP của xe bắt đầu bán ra vào năm 2014 là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm của Range Rover. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Mm-hmm.